Chuỗi 4 trận toàn thắng của Arsenal đã bị chặn đứng bởi thất bại 0-3 trước Tottenham và ngay sau đó pháo thủ lại nhận thêm một trận thua nữa trên sân của Newcastle. Hệ quả là đến lúc này cơ hội để tham dự Champions League mùa tới của pháo thủ gần như tan biến. Arsenal đang kém Tottenham 2 điểm trên bảng xếp hạng và ngay cả hiệu số bàn thắng cũng không thể so sánh với đối thủ. Nếu muốn giành vé vào top 4, đội bóng thành London buộc phải thắng Everton ở trận đấu tới và chờ đợi Spurs thất bại trước đội bóng đã xuống hạng là Norwich, một kịch bản gần như không tưởng. Everton thì khác, họ đã từ cõi chết trở về ở trận đấu cách đây ít ngày. Được chơi trên sân nhà nhưng Everton để Crystal Palace dẫn trước 2-0. Trong thế khó khăn, các học trò của huấn luyện viên Lampard đã chơi quả cảm và lội ngược dòng để thắng lại với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp Everton hoàn thành mục tiêu trụ hạng khi vượt lên đứng thứ 16 và hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Chắc chắn với tâm lý thoải mái, đội khách sẽ thi đấu với phong cách rực lửa dù phải chơi trên sân Emirates. Arsenal sẽ chơi trận đấu này với một hàng thủ chắp vá khi Partey, Tierney và Tomiyasu vẫn đang gặp chấn thương. Huấn luyện viên Arteta buộc phải dồn sức cho mặt trận tấn công với đầu tàu là đội trưởng Odegaard. Trong khi đó, Everton cũng có 4 cầu thủ không thể thi đấu ở trận này, nhưng đó đều không phải là những trụ cột của họ trong thời gian qua. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Richarlison bởi tiền đạo này đang có phong độ rất cao trong những vòng đấu gần đây. Everton thực sự là khắc tinh của Arsenal ở những mùa giải gần đây khi họ thắng đến 3 lần gần nhất đối đầu với pháo thủ. Lúc này cả hai đội đều đã thắng 3 trên 5 trận đã đấu, nhưng Everton có phần nhỉnh hơn khi mới để thua 1 trên 5 trận đã đấu. Ở trận này tỷ lệ Arsenal chấp Everton 1 hòa. Đây là một kèo chấp quá sâu nếu nhìn vào phong độ của hai đội trong những vòng đấu đã qua. Arsenal là đội buộc phải thắng và áp lực tâm lý là rất lớn. Trong khi đó thì Everton lại rất thoải mái khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Với tỷ lệ này thì nên lựa chọn Everton. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 23/4. Những trận đấu của hai đội gần đây thường xuất hiện rất nhiều bàn thắng, nguyên nhân là hàng thủ của cả Arsenal và Everton đều không có đủ nhân sự. Với thế trận phản công cùng ngôi sao Richarlison trên hàng công, Everton cùng Arsenal đang khát điểm sẽ cống hiến một trận cầu nhiều bàn thắng. Dự đoán của Thể thao Văn hóa: Arsenal Everton 2-1.